Rồi như vậy các bạn sẽ đặt câu hỏi gì? Ở đây là cái cách mà trong code người ta đã hướng dẫn các bạn. Như vậy cách này là gì? Nhìn kỹ nha. Trong cái cách này người ta để là demo 1 AWT. Cái này là gì các bạn? Kế thừa từ cái frame. Và bản thân sau khi kế thừa xong thì cái class này nó là một frame. Được chưa? Và nó implement là gì? Dịch ra tiếng Việt là gì? Thực thi. Action listener là cái gì ta? Một cái interface. Được chưa? Như vậy đó là những khái niệm trong lập trình chúng ta nên nhớ. Như vậy khi mà người ta ví dụ ở đây thì đã có được cái extent là frame. Như vậy chỗ này chúng ta chỉ cần set title, set layout là tự động hiểu là cái class này set title. Mà class này đâu ra? Là frame. Như vậy các bạn sẽ tạo một cái class thông thường chứ không tạo reframe nữa. Được không? Và các bạn thực thi action listener. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ demo như thế này. Các bạn ở trong Java, các bạn new cho thầy một cái class bình thường, không phải là reframe nha. Một cái class bình thường thôi. Và các bạn đặt ở đây giúp cho thầy là TR06B. Tí nữa chúng ta sẽ có TR06CDEF. Bây giờ là B trước. B. Trong cái B này các bạn chạy thì nó chưa có gì để chạy hết. Bây giờ mình sẽ làm việc đầu tiên. Các bạn sẽ extend cái reframe luôn. Reframe. Các bạn extend cái frame cũng được. Frame là ANT. Còn cái reframe là screen. Như vậy chúng ta dùng reframe luôn đi. Mẹ nào muốn nghiên cứu kỹ, muốn so sánh, muốn compare hai cái thì các bạn làm hai cái. Còn không thì chúng ta cứ làm quen cái này luôn. Và chúng ta code luôn. Và chúng ta sẽ implement cái action listener. Và khi các bạn action listener thì nó, bởi vì cái này nó là interface mà. Interface thì nó bắt buộc mình phải override lại cái phương thức. Vậy các bạn chọn override cái phương thức của nó. Abstract action ở đây. Rồi. Và trong này thì các bạn sẽ viết thêm những cái phương thức mà chúng ta cần. Phương thức này là phương thức gì ta? Phương thức không có kiểu trả về là phương thức gì? Con contractor khởi tạo. Rồi gì nữa? Dưới này phải có hàm main để cho nó chạy. Được không? Như vậy chúng ta sẽ có khởi tạo và chạy. Ở đây nó chỉ hỗ trợ viết cho chúng ta một cái phương thức để xử lý sự kiện. Vậy thì đối với lại cái TR06B này, nó chưa có main, cho nên nó chưa có chạy. Chưa chạy được. Trong này mình viết hàm khởi tạo cái đã. Như vậy các bạn có thể insert code hoặc là các bạn viết vào constructor tạo ra. Trong này các bạn sẽ tạo cái frame vậy thôi. Bây giờ thầy chạy nè. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái class này. Class mà hồi nãy chúng ta tạo ra mà chúng ta chưa sử dụng đến á. Chúng ta sẽ lấy là TR06B. Cách ra cái
nó sẽ tự động nó import cho mình là slide 1TR06B. Nó import cái thư viện vào. Và mình tạo một cái biến là TR06B bằng new TR06B. Một cái viết khoa, cái viết thường khác nhau nha. Set visible to. Bây giờ mình viết bên này. Mình chạy bên này. Chạy. Chạy chưa các bạn? Chạy chưa? Nè. Góc trên bên trái nè. Vậy bây giờ mình có nhu cầu thêm là gì? À, cho nó lớn lên. Mình có nhu cầu. Khi các bạn đặt nhu cầu ra, tức là yêu cầu của khách hàng, thì các bạn sẽ có câu giải đáp. Giải quyết nó bằng cách nào? Như vậy thì code của chúng ta, code của chúng ta, bên này hàm main, để đó. Main ha. Bây giờ ở bên này, đối với lại bên chỗ mà mình viết cái hàm khởi tạo của cái 6B này nè, mình sẽ ghi là set size kích thước, ví dụ 500,300. Cái này nó tính bằng pixel. Bên này mình chạy lại coi. Có chưa? Được không? Đây. Trống trơn. Mình muốn có hiển thị cái tiêu đề lên đây. Tiêu đề là gì? Ừ, set title. Thì chỗ này mình có nhu cầu gì thì mình viết cái đó. Và các bạn viết, các bạn cố gắng viết theo nhu cầu, đừng viết theo code của thầy. Khi các bạn phát sinh nhu cầu, các bạn sẽ nghĩ đến code và các bạn sẽ viết ra. Chắc chắn tí nữa thầy sẽ chuyển cho các bạn cái video và chuyển cho bạn nguyên code. Không che. Quan trọng là các bạn sử dụng nó như thế nào là hiệu quả. Còn các bạn copy chạy thầy ơi, ok, đó là chuyện của các bạn. Còn nếu mà các bạn suy nghĩ bây giờ mình sẽ muốn làm gì, cái lệnh đó như thế nào, không nhớ nổi thì quay vô code của thầy mà xem. Còn nếu mà nhớ thì cố gắng từ code. Code của thầy chỉ để tham khảo. Đừng có nhìn từ dòng đầu gõ cho đến dòng cuối, chạy mà không hiểu. Nhớ đến đâu gõ đến đó. Code lỗi là bình thường. Code mà không lỗi là có vấn đề. Lỗi mà biết sửa mới là hay. Code mà không lỗi là do gì các bạn? Một là bài đó quá dễ. Hai là mình code có vấn đề. Ba là mình quá đỉnh đúng không? Rồi tiếp theo, mình sẽ set title cho nó. Set title cho nó. Ví dụ như ở đây là demo 1. Demo 1 Quang Bình chẳng hạn. Rồi mình có nhu cầu gì nữa không? Rồi có tên rồi. Có nhu cầu gì nữa không? Khi các bạn chạy nè, nó nằm ở trên góc này, nhìn nó rất là khó nhìn. Vậy nhu cầu của mình là gì? Cho nó ra giữa. Vậy cái lệnh để ra giữa là set location. Set location related to. To đâu? To null. Chạy lại. Ra giữa chưa? À, ra giữa rồi. Như vậy thì khi các bạn viết allo
Như vậy khi các bạn viết, các bạn đừng vội, mà mình phải xác định nhu cầu tiếp theo là gì, mình muốn làm gì, và mình ngồi mình nhớ lại cái code đó giúp thầy. Đừng có nhìn cái code của thầy mà code từ dòng đầu cho đến dòng cuối, không hiệu quả. Và lúc đó chạy nhưng mà không hiểu gì hết, không học được gì hết. Mà các bạn phải tự nghĩ mình có nhu cầu gì. Như vậy đủ chưa? Đến đây là đủ chưa? Chạy vậy ổn chưa? Thấy dưới này không? Cái gì đây? Running, run là gì? À, chạy. Có 3 tiến trình đang chạy. 3 tiến trình đó là gì? Java 3 là cái ứng dụng của mình đang chạy á. Ủa sao mình đóng rồi mà? Mình đóng rồi mà sao nó vẫn chạy? Như vậy thì cái clue của mình ở trên nó chỉ có clue giao diện, còn tiến trình thì nó vẫn chạy. Vậy mình có nhu cầu là sau khi mình đóng cửa sổ thì tiến trình ngưng luôn. Đó là nhu cầu. Vậy giải quyết cái nhu cầu đó, các bạn sẽ thêm cho thầy cái lệnh set default close operation. Set default close. Ở đây, đây các bạn set default close operation. Chỗ này các bạn sẽ gõ vô đây cho thầy là reframe chấm rất nhiều thứ. Rất nhiều thứ. Và mình chọn một thứ thôi. Exit on close. Thoát khi đóng. Còn những thứ còn lại tính sau. Đó, những thứ còn lại tính sau. Và chúng ta chạy lại. Cứ làm xong một lệnh thì chạy lại. Set được kích thước rồi. Vào giữa được rồi. Đóng một cái rồi. Kết thúc. Giải quyết được nhu cầu chưa? Rồi nhu cầu tiếp theo là gì? Nhu cầu tiếp theo là gì đây? Lúc nãy chúng ta làm gì đây? Đây là căn phòng. Đặt cho thầy cái bàn. Đặt cho thầy cái chai màu vàng. Đặt cho thầy cái red label, chai màu đỏ. Đặt cho thầy cái ly. Được không? Vậy hai cái chai và cái ly ở đâu? Ở trên bàn. Cái bàn ở đâu? Bàn trong phòng. Đúng không? Rồi ok, quay trở lại code. Vậy nhu cầu của mình, bây giờ cái frame là nó có rồi nè. Căn phòng có rồi. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho thầy một cái bàn. Rí panel. Bên kia mình kéo cái gì thì bên này mình tạo cái đó. Rí panel. Chữ P bằng nếu Rí panel nhu cầu như thế nào thì sử dụng như thế. Đặt cái bàn này vào trong phòng. Dùng phương thức add. Đặt vào. Thêm vào rồi đó. Chạy. Ủa không thấy gì hết. Trên bàn này có gì không? Không. Bây giờ thêm cái ly cái chén vô. Thêm hai cái nút. Cái nút dùng class gì? Z button. Z button. BTN yellow bằng new re-button. Mở ngoặc cho thầy cái chữ yellow vào bên trong luôn. Được không? Kịp không? Ok, tốt. Tương tự như vậy, bạn có thể gõ lại re-button btn red bằng new re-button
red. Và các bạn, bây giờ các bạn mới thấy được cái sự linh hoạt của code. Giả sử đi, mình có một cái mô phỏng là cho 10 người chơi có 10 cái tên. Trên giao diện mình hiển thị 10 cái nút. Bây giờ có 5 người chơi thôi, mà cái giao diện kéo thả thì vẫn là 10, nhưng mà có 5 người chơi, nhìn nó hơi kỳ. Nếu như mình có, mình muốn bao nhiêu nó có bấy nhiêu, mình có thể dùng vòng for để mình tạo ra n nút bấm. For đó tùy theo n, n bằng 5, bằng 7, bằng 10, bằng 100, bằng 1000, bao nhiêu cũng được, thì nó sẽ linh hoạt hơn. Và nó còn nhiều cái hay hơn nữa. Cho nên code mùng 5 bạn nào không được code nhiều thì cũng code ít ít giúp thầy, chứ đừng có kéo thả nguyên cái Java 3, kỳ lắm. Mặc dù nói là kéo thả thì thôi cho 8 điểm, nhưng mà thôi kỳ lắm, đúng không? Rồi, khả năng của mình hơn thế mà. Tiếp tục, bây giờ có cái hai cái chai rồi, chạy thử coi. Đậu à, chưa đặt lên bàn lấy gì nó có. Vậy mình sẽ làm gì nữa? Chỗ này làm gì đây? Cái gì chấm, cái gì ẹt vô gì? Ẹt vô cái bàn đúng không? B chấm ẹt btn yellow. B chấm ad ad gì? Btn red. Rồi chạy lại, đặt hai cái ly lên bàn rồi, có chưa? Thấy không? Rồi ly bồ đâu? Muốn thì thêm. Phóng cái nào bự? Cái này à? Cái này à? Cái này code của nó hồi nãy giờ có y chang vậy, có làm gì nữa đâu mà bự. À, trong cái main nè, tạo ra một cái class new, cái tr06b là cái class mà mình mới tạo nãy đó. Rồi ok. Và tr06b.set visible là cho nó hiển thị lên true. Rồi bên main này mình tạm thời mình cho nó nhỏ lại, bởi vì có hai dòng lệnh đó không thay đổi gì hết, chỉ có bên này mới thay đổi thôi. Như vậy mình sẽ thêm một cái nữa là readable lbl info bằng new readable. Sẽ đặt cái gì đây? Muốn đặt gì đặt? Xong tin nút chọn. Bạn muốn ghi gì cũng được, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng gì cũng được hết. Rồi tương tự, thêm nó vào b chấm ad lbl label info, chạy xong ha. Bây giờ nè, viết sự kiện nè. Như vậy thì ở đây chúng ta đang implement cái action listener, cho nên tất cả các component ở bên trong khi phát sinh sự kiện nó đều nhảy vô đây. Tất cả các đối tượng trong cái class này, trong cái frame này, nó có sự kiện nó sẽ nhảy vô đây. Vậy thì ở bên trong này chúng ta làm sao chúng ta biết được là mình bấm nút nào? Cái quan trọng là chúng ta biết mình bấm nút nào. Vậy ở chỗ này
nó sẽ giúp cho mình một cái phương thức. Ở đây, chỗ này nè, nó có phần action event và mình sẽ get action comment thì mình sẽ biết được là cái gì đang tác động vào. Cái gì đang tác động vào. Như vậy ở đây chúng ta đang có action nè. Vậy chúng ta sẽ lấy một cái chuỗi string s bằng e chấm get action comment. Cái này nếu như các bạn nhấn nút có chữ yellow thì nó trả về cái chữ này, nhấn nút red thì nó trả về cái này. Như vậy chỗ này mình sẽ kiểm tra nếu s chấm chuỗi là mình kiểm tra, mình so sánh bằng được không? Được không? À, thử đi ha. Equal của mình. Và chỗ này, hai cái phương thức này có gì khác không? Mấy cái này có ba phương thức, có gì khác không? Cái này và cái này khác nhau gì? Cái này thì sao? À, phân biệt hoa thường. Còn cái này không phân biệt hoa thường. Ok. Equal với lại yellow. Nếu như cái mình nhấn là nút màu vàng thì làm gì? Repanel. Cái repanel của mình là gì? B chứ. B chấm gì? Hả? Rồi. Đây, faction problem đây. Bây giờ chỗ này B chấm. Không thấy. Giải quyết vấn đề này sao? À, biến B này nó đang nằm đâu? Đang nằm trong phương thức khởi tạo. Mà cái phương thức action performed này nó là phương thức khác. Thì nó làm gì mà thấy được biến bên kia? Vậy mình giải quyết bằng cách nào? Đem bé này ra ngoài. Ok. Ctrl C. Xóa đi. Đưa ra ngoài. Nó là biến gì? Toàn cục nhớ. Xóa ở trong đi nha. Rồi bây giờ B thấy rồi đó. Set background. Chỗ này color chấm yellow. Rồi xong. Chạy coi. Không cần làm nhiều. Set yellow. Yellow. Có sai không? Rồi, hai cái nút đúng rồi. Mấy cái nút này đặt ra ngoài giúp thầy coi. Bottom red chấm phẩy label đặt ra ngoài luôn. Panel rồi, còn thiếu một cái nữa gì không? Thiếu gì biết không? Thiếu gì? Mình có truyền sự kiện nó đâu mà nó bắt. Dòng truyền sự kiện là dòng nào? Đây, truyền sự kiện vào thì bên trong nó mới bắt. Như vậy chỗ này chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Nhưng có một cái bên ngoài nó không tung lấy gì hứng.
btn.addaction btn zalo chứ chấm addaction listener. Rồi ok, có tung ra tương tự màu đỏ thì chỗ này btn red chấm addaction listener. Rồi xuống dưới này, nếu như màu vàng thì làm gì, chỗ này mình sẽ lbnl.info.settest. Bạn chọn nút màu vàng. Tương tự như vậy, L yellow red, bạn chọn nút màu đỏ. Vàng, đỏ.